chẳng lẽ mình gọi quản lý rồi mình mắng cho trận nấu ăn đi ông nấu ăn. Ok. Hello anh em, ngày thứ hai ở bên Manila. Bắt đầu vào một buổi sáng dậy muộn và xuống bị muộn mất 5 phút. Họp hành từ sáng đến giờ rồi, không có gì đặc biệt cả. Và bây giờ thì tôi sẽ đến với một thứ nó hấp dẫn hơn một chút xíu, là đi ăn trưa ở cái khách sạn 7 sao này. Và để xem nào. Mà tôi đang tự thắc mắc cái khách sạn này không biết là 7 sao hay mấy sao nữa. Nhiều người cứ đồn nhau bảo là 7 sao nhưng tôi cũng không nghĩ hẳn là 7 sao đâu. Chưa biết được, nói chung đây là một khách sạn khá là ngon. Best nhất nó phải từ 5 sao trở lên. Bởi vì tôi thấy đã có ở sân đỗ trực thăng nên tôi nghĩ là best từ 5 sao trở lên. Nên là bây giờ thì đi ăn thử xem ở khách sạn nhiều sao này ăn uống như thế nào. Tôi có vé ăn đây rồi, bây giờ chỉ cần xuống ăn mà thôi. Anh em ở dưới đây tập trung hết ở dưới đấy rồi. Nói chung là cơ sở vật chất ở đây rất là ok. Hy vọng mà ăn uống sẽ ok và tôi nghĩ là ok thôi. Cái khách sạn sang như thế này mà ăn uống mà lại lởm ấy thì mẹ đúng là không nói chuyện. Ok, tầng ăn đây rồi, và để xem nào. Để tôi tìm đường vào. Nói chung đây là khách sạn 5 sao, 4 sao, 6 sao, 7 sao gì đó. Nên là đồ ăn nó rất là nhiều. Nhiều nơi có mấy tầng có đồ ăn liền. Ok, tôi đang có mặt ở cái nhà hàng ở tầng 5. Oh, gặp các anh em ở bên Audition đây. Đây là anh Luận ở bên mảng gọi là Pet này. Đây, bạn là chim sẻ à? Mặc chắc mặc nhầm áo hay gì đéo nào ấy. Đây là bạn BB. Không, đây, bây giờ lại thành he he à? Ok. Đây là các đại diện ở bên OTA. Ok. Mà về đây ngồi đâu rồi? Em phòng kia. Thế là lại bao quán rồi à? Khó chịu. Cũng rất khó chịu cái kiểu bao quán này, đang định trả tiền. Chúng tôi có 3 lựa chọn. Nói chung là trong buổi trưa thì chúng tôi có 3 lựa chọn. Đây. Ở trên này nó ghi là có thể ăn buffet ở cái The Grand Kitchen. Có thể ăn một cái set meal ở đó. Và ngoài ra thì có thể ăn ở cái số 8 China House này. Thì chúng tôi quyết định chọn ăn ở China House. Vì thú thật là tôi cũng nghĩ rằng là bản thân mình thích ăn đồ Trung Quốc. Dù sao thì đồ Trung Quốc với cả đồ Việt Nam nó cũng na ná, cũng dễ ăn. Nhờ bố Luận nhờ. Người đã từng có trải nghiệm ở bên Trung Quốc 1 tỷ năm rồi. Chúng các đồ ăn tàu thì quan trọng nhất là nhiều dầu mỡ. Nhiều dầu mỡ. Trung Quốc tí. Nói thế chứ nhiều món dầu mỡ ngon mà mẹ. Ví dụ như là kiểu vịt quay Bắc Kinh cái thứ quá tuyệt vời luôn. Đấy nó phải nhiều dầu mỡ. Như nhau hết. Hiện tại thì tôi sẽ ngồi cùng bàn với cả mấy anh em ở bên đế chế. Lúc này nói vui vậy thôi. Có chim sẻ này, có he he này. Với cả mấy anh ở bên OTA. Đây, để tôi xem nào. Đây là menu trưa nay ở cái nhà hàng này gồm 3 set. Set 1 thì chúng ta thấy một loạt những cái thứ nó liên quan đến hải sản. Và hầu như bàn chúng tôi thì đều lấy đồ ăn của set 1 khá là ổn. Bên kia set 2 thì có cả cơm jasmine, trà nhài, cucumber, garlic. Ok. Set 3 thì có vẻ là cũng khá tàu này. Có điểm sum, điểm sủng này, súp. Chụp ảnh tham. Đây. Bên này còn, đây, khu này còn cả Misty, Hoàng Virus, Rip 113 thì ngồi ở bên đây. Ok. Mình thích cái quán ăn này ở cái điểm là họ nấu tại đây luôn. Mình nhìn thấy họ nấu luôn. Nhưng thích là như thế nhưng mà cũng là cái điểm trừ. Bởi vì cái này hơi rau mùi. Một lúc nữa thì người nó hơi rau mùi một tí. Nhưng không sao cả. Được đấy, nhìn đồ ăn bốc hơi nghi ngút là cũng ra gì phết. A few moments later. Wow, món ba. Chắc đây là điểm sum. Wow, nhìn ngon vãi trưởng. Vâng, em xin ạ. Súp gà các bạn ạ. Wow, siêu ngon. Thơm thế nhỉ? Mời mọi người.
khai vị với quả súp gà này, ngửi cái mùi su su như mày nhỉ, đúng cái quả su su, cái mùi su su mà trồng nhiều bên Tam Đảo ấy, thề luôn. Chuẩn. Anh có thấy cái vị su su nó nổi bật không? Thơm nhỉ? Đây là cái mùi nước sơn hầm. Em như thế. Nước sơn hầm. Nó làm cái gì đấy, nó làm cho cái nước mùi rất là thanh. Ban đầu tôi ngửi nhầm là mùi su su chứ không phải. Trong này thậm chí nó không có su su luôn. Cái màu xanh mà tôi đang ăn này không phải su su. Su su không thể giòn như thế này được. Chắc chắn su su không thể giòn như thế này được. Tôi đã từng ăn cái món này bên Đài Loan rồi. Bên Đài Loan nó gọi là xoan la thang, tức là một cái loại canh chua cay. Nó được nấu cùng với cả một loại giấm rất là ngon. Rồi là bên Đài Loan thì em thấy nó nấu với cả cặp tiết nữa, tiết lợn nữa. Nhưng ở đây thì không có. Ở đây chỉ là mộc nhĩ và trứng và mấy cái thứ đấy đó. Đây là một món canh nổi tiếng ở bên Trung Quốc. Đợt tôi ăn ở bên Đài Loan ấy, nó còn vào mùa măng cơ, nó còn cho cả măng cơ, ăn cái sợi măng nó còn giòn giòn rất là ngon. Nói chung là cái canh xoan la thang này thì nó có nhiều cái kiểu biến tấu khác nhau, tùy cái nguyên liệu từng vùng từng miền thì nó có thể mix lại một cái món canh theo cái đặc trưng của từng vùng từng miền đấy. Nơi nào có măng thì dùng măng, nơi nào có nấm mộc nhĩ thì dùng nấm với mộc nhĩ. Nhưng mà đại loại thì cái nổi bật của cái món ăn thì nó vẫn phải là cái sự kết hợp hài hòa giữa chua, mặn, ngọt cùng với những cái loại thực phẩm mà ăn nó tạo ra một cái độ giòn ở trong miệng. Như ở đây là mình ăn mình có thể cảm nhận được cái mộc nhĩ rất là giòn và phải cay. Tất nhiên xoan la thang yêu cầu là bạn phải làm ra một cái vị cay thật sự là hoàn hảo. May quá, tình cờ lại gặp được một cái món mà mình biết thì mình phải chém gió được. Gặp cái món mà mình không biết thì mình đã biết phải nói cái gì. Hóa ra là ăn ở cái tầng này thì ngon. Chậm mà. Nhưng mà vấn đề là, thứ nhất là hai cái vấn đề là chậm là một. Thứ hai nữa là nó không phải là buffet. Nó không phải là buffet nên là các bạn sẽ không thể gọi thêm hay là muốn thêm số lượng được. Đi theo set hết rồi, mọi thứ nó fix sẵn. Cốc nước của tôi ngon vãi, tôi uống hai hớp hết mẹ mất, bây giờ thì ngồi chờ nước đá nó tan ra để uống nốt rồi. Y hệt cơm rang bên mình, không khác gì cả. Hey, ngon. Ok, đợi trong vòng một lúc lâu thì bắt đầu mới ra thêm món. Đây, cho anh xem món mới. Tôi không biết tên cái món này là gì, nhưng tôi thấy là ở trong này là một cái món liên quan đến hải sản và được nấu với cả hạt điều. Rất là nhiều sự nhầy nhụa ở trong đó. Nhưng mà thường thì món chung là hay có mấy cái nhầy nhụa đấy anh nhỉ. Màu sắc đậm, chắc chắn là hương vị sẽ đậm đà. Bởi vì người Trung Quốc thì khác người Nhật Bản với cả một số vùng ăn theo kiểu thanh đạm. Đấy. Thì người Trung Quốc lại dùng thiên về gia vị chứ không kiểu như là để cho món ăn nó có những cái hương vị tự nhiên. Đấy. Mới thêm một cái món mì ra, nhìn thì có vẻ rất là đơn sơ mộc mạc, nhưng tôi nhìn là tôi biết tôi thích cái món mì này. Nó cũng phải nhầy nhụa như này, tôi rất thích những thứ nhầy nhụa các bạn ạ. Đấy, bình bè bắt đầu cũng một cú run tay đến từ vị trí của bình bè. Bình tĩnh nào, cắm cái dĩa vào cũng được. Ok. Hơi toang. Đấy, bên kia Tú Lê cũng vừa mới gắp xịt một cái. Cuộc sống cũng không dễ như chúng ta tưởng các bạn ạ. Với những kinh nghiệm của tôi nhá, 32 năm trong cuộc sống thì tôi nghĩ là cứ cái gì nhầy nhụa là cứ phải liếm nó sạch cho nó hết nhầy nhụa, hết nước đi, bắt đầu trải nghiệm tiếp. Món mì này ngon này, tôi phải thử món mì ở trước, thề. Nói không phải mê tín, tôi nhìn thích mẹ luôn rồi ấy.
trải nghiệm thử cái mì tương đen này xem như nào. Tôm tươi thật, rất tươi. Chuẩn kiểu Trung Quốc luôn, chuẩn kiểu Trung Quốc luôn, rất ngon, rất ngon. Và cảm giác của tôi về món mì này là hợp miệng, được, khá là hợp miệng. Nói lịch sự là hợp miệng. Em đang làm gì đó? Nói mà mất lịch sự là ngon vãi lìn. Ngon đấy. Bố luận bao nhiêu năm ở bên Trung Quốc thì thấy đồ ăn được ăn lại thấy đâu nó có gì khác mà nó giống như là để mà 100% giống cái vị Trung Quốc thì không giống, không thể, đúng không? Nhưng mà phản ánh được cái điều gọi là thích hợp với lại khẩu vị và cái phong tục của từng nước mang về. Đây cái này gọi là gì nhỉ? Trung Quốc thì nó kết hợp với vị của Philippines và đấy cái gì đó. Rất là kiểu. Cái mì tương đen này ngon quá, ngon éo chịu được. Chẳng lẽ mình gọi quản lý ra mình mắng cho trận nấu ăn đi ông, nấu ăn ngon đấy, ngon chịu. Clip mà trôn đấy, ai làm món ăn này? Có một hỏi ai làm món ăn này? Một bàn gọi ra. Ngon mà, bực mình vậy thì cái này không nể mặt Facebook mà tôi chửi cả cái quán này vì làm ngon rồi đấy. Để cho Philippines hưởng quả chín phèo Việt Nam nhé, làm quả. À, lúc ấy các bạn có hỏi tôi là qua bên này thì tôi đã mang qua đây cái gì gọi là đặc sản chưa? Tôi thật là hành trang của tôi đi cũng ngoài quần áo và xịp ra thì chẳng có cái gì cả. Đang định làm quả chín phèo ấy, còn quả khố dai. À bây giờ tôi đến tiếp một cơm rang, cơm rang. Nhưng tôi nghĩ chỗ này là không được ở một điểm. Thế là họ không cho mình thêm nước. Tôi nghĩ là họ nên cho mình thêm nước. Bởi vì cái nước này cái giá thành của nó cũng có thể là không thấp, nhưng tôi nghĩ là không cao. Mỗi người có thể để cho họ gọi là thêm 1-2 ly nước thì nó là ok hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, khi mà bạn để cho khách uống nhiều nước thì các bạn sẽ thấy là tốn ít thức ăn hơn. Mà tiền nước chắc chắn nó rẻ hơn là tiền thức ăn rồi. Thế nên là chỗ này có một cái điểm trừ đấy là không cho review nước, không được lấy thêm nước. Bố loạn ăn như mèo. Kinh nghiệm của tôi ấy, kinh nghiệm của tôi đi khi đi ăn mà không phải là búp ấy, cứ tìm cạnh những người nào mà ăn yếu nhất thì ngồi cạnh họ là mình sẽ được lợi về mặt là có thể là ăn thừa của họ. Món mới ra các bạn ơi. Cho anh mượn chút. Wow, đây không phải là con chuột, đây là con thỏ. Đây là món tráng miệng ở đây các bạn ạ. Nó... tôi không hiểu là cái gì. Nó có thể là thạch, nó có thể là kiểu như là một cái loại đậu phụ non, hay là một cái loại tàu phớ hay cái gì đấy. Này, hay không? Khi các bạn lắc này, con thỏ nó rung rinh theo cái độ đàn hồi của món ăn. Ui, ngon, nhìn này thì... vậy nhìn thế này thì biết ai nỡ ăn ý, thật. Nhìn này không ai nỡ ăn luôn ý. Từ tôi xin phép mọi người chụp một kiểu ảnh. Một cú chụp ảnh đến từ vị trí của mặt ngang đấy. Chú ơi, chụp ảnh đến con thỏ này.